Các bạn thân mến, ăn chay ngày càng được phổ biến rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam với rất nhiều các lợi ích từ sức khỏe tới môi trường và ngày càng có nhiều người hơn quan tâm đến chế độ ăn chay. Vậy ăn chay làm sao cho có đủ chất và thiết kế bữa ăn ra sao cũng là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Là một health coach quốc tế, huấn luyện viên dinh dưỡng sức khỏe tổng thể, là một người ăn chay nhiều năm và hiện là mẹ của một em bé thuần chay, bụ bẫm và khỏe mạnh. Nhiều khi tôi phải thốt lên rằng, ủa tại sao tôi không biết tới chế độ ăn thực vật này sớm hơn nhỉ? Và nó khiến cuộc sống của tôi trở nên đơn giản, màu sắc và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Và tôi luôn cảm giác hạnh phúc trong mỗi bữa ăn của mình. Và tôi muốn chia sẻ những kiến thức cần thiết về dinh dưỡng, những món ăn ngon, đơn giản, khỏe mạnh, không tốn nhiều thời gian cho cá nhân và gia đình. Và khóa học này là một khóa học toàn diện dành cho những người mới bắt đầu ăn chay, không biết bắt đầu từ đâu, còn nhiều băn khoăn lo lắng, những người thực hành ăn chay muốn trau dồi kiến thức, hay bất kỳ ai muốn nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và nấu ăn, thiết kế bữa ăn dinh dưỡng khoa học. Ăn uống đúng cách không chỉ ngăn ngừa bệnh tật mà còn tạo ra sức khỏe và cảm giác hạnh phúc cả về thể chất và tinh thần. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay khóa học này và hẹn gặp lại bạn ở bên trong khóa học. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.